làm ai cảm xúc. Biến câu nói của ban đêm trên những cửa ruộng bờ mưa đầy rẫy mảnh bom mảnh đạn, vượt mọi khó khăn họ vẫn cày cấy để du kích ăn no đánh thắng. Giặc Mỹ muốn biến của Chi thành dù chết, nhưng của Chi vẫn sống. Không sống được trên mặt đất, người dân của Chi sống trong lòng đất. Dù có nóng bức trật tự đâu chút, nhưng nhờ khéo tổ chức, cuộc sống tự do trong lòng đất vẫn thoải mái bình thường. Vẫn nấu nướng ăn uống nghỉ ngơi, vẫn học hành học tập, vẫn chiếu bóng gian công, vẫn tiếp khách mua bán họp chợ. Thì đầu tiên cô chú mình sẽ hông quen cái bẫy trong. Ở đây là bẫy từ tàu của du kích của Chi. Thì trong chiến tranh này du kích sẽ ngụy trang lại chứ không phải là làm những cái bẫy nha, những cái hàng rào và cỏ nhân tạo như thế này. Thì độ sâu của bẫy này khoảng 2.5 đến 3 mét, có thể tiêu diệt từ 3 đến 5 người. Ngoài tới hơn 10 người, cái bẫy này còn làm Mỹ nó chậm lại, từ đó mà du kích sẽ có nhiều dân hơn và đối phó gần càng của nó. Ở dưới đây con tướng chị mình chỉ tham quan chụp hình lưu niệm và làm một cái phía trước để mình đi đạo luôn. Thì cuối tour con tướng chị mình học về cái đoạn đi đạo chiều dài của nó là khoảng 70 mét. Và nếu mà cô chú anh chị đi hết 70 mét đây sẽ tham quan cái khung sắt, ở giữa đó là một cái giếng nước ở độ sâu khoảng 15 mét. Và nếu mà cô chú anh chị mà đi mà không muốn đi hết 70 mét đó thì 40 mét sẽ có lớp hiệp mình lên phía trên, về phải mình lên phía trên ạ. Khi đi đi đạo lưu ý một số điều đó, nhất là mình đi không lưng, thứ hai nữa bên trong đi đạo anh chị không có quay ngược lại được, do đó mình sẽ đi đi đạo đi một chiều, đó là tiếng chứ không được lùi. Còn nếu mà cô chú chị nào mình không có đi á, không có đi đi đạo sẽ di chuyển qua cái máy lá bên kia không, đó lên của mình ạ, đối diện của vô máy lá đó lên 40 mét bên kia. Thank you.
哦，那你看到哈，他们家过过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 过